Siri Mỹ thì chị An Khang xin chào. Nhắc đến laptop chơi game là không thể không nhắc đến thương hiệu laptop chuyên game MSI đến từ Đài Loan. Mới đây thì MSI đã tung ra phiên bản đặc biệt GE627RE Apache Pro Camo sử dụng họa tiết quân đội, khiến cho chiếc laptop có vẻ ngoài trở nên thu hút và hầm hố hơn rất nhiều. Đi kèm với phiên bản đặc biệt này đó là set quà tặng lên tới 6 triệu đồng với các phần quà như ba lô, bình giữ nhiệt, móc khóa, bàn di chuột và code game. Chúng ta sẽ cùng quan sát vào thiết kế của sản phẩm. Thiết kế của GE627RE phiên bản đặc biệt không có gì thay đổi nhiều so với phiên bản thường, với vỏ được làm từ chất liệu nhựa bóng. Sự khác biệt lớn nhất ở phiên bản Camo chính là logo MSI được thiết kế dưới dạng 3D đẹp mắt, cùng với họa tiết quân đội mới lạ, chứ không đơn thuần là một tông màu đen xám như trước nữa. Càng về phía sau, họa tiết càng được làm mờ dần để ăn khớp với bản lề màu đen của máy. Phiên bản GE627RE Camo này được trang bị màn hình kích thước 15,6 inch với độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cho chất lượng hiển thị màu sắc tốt, góc nhìn rộng, khả năng chống chói khi sử dụng ngoài trời. Bàn phím chất lượng đến từ thương hiệu SteelSeries, tích hợp đèn nền LED RGB, độ nảy vừa phải, cảm giác bấm êm tay cho thao tác gõ phím nhanh và thoải mái. Khu vực touchpad được làm lõm nhẹ xuống, cũng được trang trí họa tiết camo như lưng máy để tạo sự đồng nhất. Tuy nhiên đây là một điểm trừ trong thiết kế vì nó khiến bạn khó nhận ra vị trí touchpad khi làm việc. Về cấu hình của máy, máy được trang bị chip xử lý Intel Core 7-7700HQ, tốc độ 2.8 up to 3.8GHz, RAM 8GB DDR4 và có thêm một khe cắm RAM có thể nâng cấp lên đến 32GB. Ngoài ra máy cũng sở hữu một card đồ họa dày GTX 1050 Ti cùng với công nghệ tự động chuyển card, ổ cứng HDD 1TB và một khe cắm SSD M2. Với cấu hình này thì GE627RE Camo Squad có thể chiến mượt mà các tựa game đồ họa nặng mà không có hiện tượng giật, lắp. Cạnh trái của máy gồm một cổng khóa, một cổng LAN, hai cổng USB 3.0, một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, USB Type-C và hai jack tai nghe 3.5mm. Ở cạnh phải thì gồm một ổ đĩa DVD, điều hiếm thấy ở các laptop chơi game, một cổng USB 2.0, một cổng đọc thẻ nhớ và cổng sạc. Cạnh sau trang bị hai khe tản nhiệt đẩy gió ra phía sau, tránh gây ảnh hưởng đến người dùng. Là phiên bản đặc biệt của GE627RF Apache Pro, GE627RE Camo Squad vẫn giữ nguyên được cấu hình phiên bản trước. Sự thay đổi về thiết kế cũng như quà tặng đi kèm có lẽ sẽ thích hợp với những game thủ thích săn tìm những chiếc laptop độc lạ như thế này. Và trên đây là một số những thông tin cơ bản về sản phẩm laptop GE627RE Camo Squad phiên bản giới hạn đến từ MSI. An Khang cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!